Chúng ta cùng nhau bước vào luyện tập về tổ hợp, xác suất và cả thống kê nữa. Thì ở những cái bài tập đầu tiên đó, thầy sẽ hướng dẫn các em giải các cái phương trình và hệ phương trình liên quan đến các cái toán tổ hợp nhé. Chúng ta bắt đầu với cái bài 1.1. Từ bài yêu cầu ta hãy giải cái phương trình về tổ hợp là tổ hợp chẵn 3 của x thì bằng 5 nhân với tổ hợp chẵn 1 của x. Thầy nhắc lại một chút này. Tổ hợp chẵn k của x có nghĩa là lấy k. Xin lỗi tự giờ ta hay biết hay thường hay biết là tổ hợp chẵn k của n. Cái cách viết tắt nó quen thuộc là như vậy. Tổ hợp chẵn k của n có nghĩa là lấy k trong số n phần tử mà không phân biệt thứ tự sắp xếp của k phần tử được lấy ra. Ở tiết học lý thuyết thì ta chứng minh được rằng là sẽ có n dây thừa chia cho k dây thừa nhân với n trừ k dây thừa, cách đấy là k trong số n phần tử kiểu như thế này. Thì em cũng cần lưu ý cho thầy là k và n đều là số phần tử, do vậy mà k và n đều phải thuộc số tự nhiên nhé. Thứ hai nữa là thế này, ta lấy là k trong số n phần tử mà, vậy thì số phần tử được lấy ra phải nhỏ hơn hoặc bằng số phần tử mà ta có, phải nào? Có nghĩa là phải kèm thêm điều kiện k nhỏ hơn hoặc bằng n này, các bạn. Bây giờ trở về với cái bài này, ta cần phải giải cái phương trình tổ hợp chẵn 3 của x bằng 5 nhân với tổ hợp chẵn 1 của x. Tổ hợp chẵn 3 của x có nghĩa là lấy ra 3 trong số x phần tử mà ta không phân biệt thứ tự của 3 phần tử được lấy ra. Thế thì tương tự như bên đây ta sẽ có gì? 3 và 1 ở đây thì thật đều thuộc số tự nhiên rồi, ta không cần phải làm điều kiện nữa. Nhưng x ở đây, mình nhớ rằng x ở đây thì thuộc số tự nhiên. Và cũng có thể nói là thuộc số tự nhiên nên là sao cũng được. Lấy là 3 trong số x phần tử, vậy thì 3 phải nhỏ hơn cùng x. Lấy là 1 trong số x phần tử thì 1 phải nhỏ hơn hoặc bằng x. Vậy gộp cả hai điều kiện này, ta có thể viết thành x lớn hơn hoặc bằng gì? Bằng 3 nhé. Lúc này phương trình của ta sẽ tương đương với này. Áp dụng cái công thức là tổ hợp chẵn k của n phần tử bằng g dây thừa trên k dây thừa. K dây thừa nhé, nhân với n trừ k dây thừa. Thì ta sẽ là x dây thừa chia cho 3 dây thừa nhân với x trừ đi 3 dây thừa thì bằng gì? 5 này nhân với x dây thừa nhân với, xin lỗi, chia cho 1 dây thừa nhân với x trừ 1 dây thừa. Bây giờ đến công đoạn rút gọn này, em lưu ý cho thầy x dây thừa thì bằng gì? Ta hiểu x dây thừa có nghĩa là tích của các số tự nhiên chạy từ 1, 2, 3, vân vân cho đến x. Thế còn x trừ 3 dây thừa thì bằng gì? X trừ 3 dây thừa thì bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân cho đến x trừ 3. Vậy là với x dây thừa thì là tích của các số chạy từ 1 cho đến x. Vậy nó sẽ trải qua các con số là x trừ 3 này, sau đó x trừ 2 này, sau đó đến x trừ 1 này, rồi mới đến x này. Vậy ta tách ra cái phần trên đây này, cái phần từ 1 cho đến x trừ 3 này, thì nó đúng là x trừ 3 dây thừa. Hay nói cách khác là x dây thừa được viết lại thành x trừ 3 dây thừa là cái phần này nhân tiếp với x trừ 2 nhân x trừ 1 và nhân với x nhé. X dây thừa cũng có thể viết lại một cách nào? X dây thừa là nhân từ 1 cho đến x, cũng có nghĩa là ta có thể tách thành cái tích từ 1 cho đến x trừ 1. Vậy x dây thừa bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân với x trừ 1 rồi tiếp tục nhân với x. Cái tích chạy từ 1 cho đến x trừ 1 thì chẳng qua là x trừ 1 dây thừa. Vậy x dây thừa cũng có thể viết lại thành x trừ 1 dây thừa và nhân thêm với x.
Do vậy, cái phương trình của ta ở đây sẽ được viết lại thành ở bên trái này, ta biểu diễn x dai thừa ở dạng là x trừ 3 dai thừa nhân với x trừ 2 nhân x trừ 1 nhân thêm x, tất cả chia cho 3 dai thừa bằng 1 nhân 2 nhân 3 thì bằng 6 các bạn. 6 nhân với x trừ 3 dai thừa hay bằng tiếp 5 nhân với, ta vừa phân tích là x dai thừa thì bảo x trừ 1 dai thừa nhân thêm x, ta viết nó thành x trừ 1 dai thừa nhân thêm x, tất cả chia cho 1 dai thừa thì cũng bằng 1 em, là x trừ 1 dai thừa. Ta rút gọn nhé, ở phía bên đây cả tử và mẫu đều có x dai, x trừ 3 dai thừa này, nên tử sẽ còn lại là x trừ 2 này nhân với x trừ 1 này nhân với x này chia cho 6 này. Vế phải của chúng ta em thấy đấy, cả tử và mẫu đều có x trừ 1 dai thừa, ta có thể rút gọn này, còn lại là 5 nhân với x. Tiếp tục rút gọn phương trình này, cả hai vế đều có x các bạn, mà điều kiện của chúng ta là x thuộc số tự nhiên mà lớn hơn hoặc bằng 3 mà, nên ta hoàn toàn có thể chia cả hai vế cho x vì chắc chắn là nó đã khác không rồi, nên phương trình sẽ tương đương với này x trừ 2 nhân x trừ 1 chia cho 6 thì bằng 5 này, hay tương đương với này x trừ 2 nhân x trừ 1 thì bằng 30 này, tương đương với tiếp theo này x thì mình em nhân nó ra nhé, trừ đi 3x này cộng với 2 này thì bằng 30 này, hay tương đương với x thì mình trừ đi 3x mà trừ đi 28 thì bằng 0 nhé. Thế thì đến đây cái việc giải phương trình bậc 2 này rất đơn giản rồi, em có thể ấn máy tính nhé. Còn nếu không có máy tính trong tay thì em có thể tính thủ công giống như hồi học lớp 9 vậy. Nhưng thầy lưu ý rằng nếu phải tính thủ công thì em không nên viết vào bài thi, bởi vì bây giờ chúng ta đã học sinh lớp 11 và lớp 12 rồi thì cái công đoạn giải cái phương trình bậc 2 này cũng bằng phụ thôi. Để thấy nhiều em trong quá trình học ấy, em viết rất nhiều những cái mà nó hơi thừa, những cái công đoạn mà hơi phụ. Đấy. Bây giờ thầy đến đây cao nhé. Ta có đem ra thì mà b bình là 9 này trừ đi 4ac là cộng với 4 nhân với 28 này bằng 9 cộng với 48 32 với 2 nhân 3, 4 nhân với 2 là 8 nhân 3 là 11, vậy thì nó bằng 121, có nghĩa là ta có được hai giá trị của x, x1 bằng là trừ b tức là 3 cộng căn bậc 2 của beta đây là 11 chia cho 2 em được là 14 phần 2 tức là 7 nhé. Giá trị x2 bằng 3 trừ đi căn bậc 2 của beta tức là trừ đi 11 phần 2 em được là trừ 8 mà chia cho 2 thì là trừ 4. Em biết là phương trình của em sẽ tương đương với hai kinh nghiệm là x bằng 7 và nghiệm thứ hai là x bằng trừ 4. Nếu đối chiếu với cái điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 3 vào đây thì đến đây em phải bỏ đi nhé. Đấy, vậy đến đây thì em kết luận ngay là phương trình có nghiệm x bằng 3